Những cây thông này đã được hơn 30 năm tuổi. Tất cả đã bị khoan sâu rồi bơm thuốc diệt cỏ vào trong. Sau 3 tuần khi thuốc độc ngấm, cây sẽ úa vàng và chết dần. 151 cây thông bị đầu độc này có đường kính gốc từ 12 đến 60 cm, chiều cao từ 12 đến 16 m, nằm trong khu rừng thông rộng hơn 8.500 m², cạnh tỉnh lộ 725, nối liền thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cái trường hợp mà hủy hoại mà khoan cái gốc cây để mình đổ hóa chất á, từ trước thì trước giờ có lần này là lần đầu tiên thì địa bàn xã Tân Nông. Và cái việc này thì hiện đã báo cáo thành phố các ban ngành. Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo công an thành phố này phối hợp với ngành kiểm lâm điều tra, xác minh làm rõ để xác định thủ phạm đầu độc và hủy hoại rừng thông này.